Thì mình tiếp tục nha. Bữa nay mình dán vách bên đây cô chú anh chị bạn. Đó. Thì vách này đã vệ sinh xong, cắt rãnh đồ, rồi tưới nước vệ sinh sạch đây. Giờ đang chuẩn bị là mình dán tiếp tục nha. Thì đây có anh thợ nên dán dán cái chân trước nè. Mình lát này mình dán từ đó lại đằng này. Thì mình dán lên tới trên đó từ đây xuống tới mặt đất là 4,2 m nha. Nhớ người kỹ nha.
Hệ số mình dán được nhiêu đang ngang của chú anh chị bạn. Nhờ có cái anh khó cọc cọc đó đó. Anh này nó không có nhờ anh không biết chừng nào dán xong rồi. Giỏi lắm. Anh ở Cái Tàu nha, mai mốt có gì địa chỉ ở Cái Tàu nha. Anh thợ này anh dán mình một đây. Được không? Hôm nay được không? Đỡ không? Im không? Hả? Vậy thôi. Đâu gì nữa vậy? Ồ, con lắc lấy cái bù nhù chùi này cho sạch luôn nha anh kìa. Để đóng mình dù không ra nha. Có cái bù nhùi cước xanh kìa. Để mời cứ nhắc luôn. Kìa, trên cái mai kìa. Ừ, nhưng mình bữa nào mình lao mời nó cứ nhắc à, tại nó nhắm nó không ra. Nhỏ nó bữa không trước đó chùi sớm muốn chết kìa. Thế nó vậy đó chứ khó ăn lắm. Khô đó như nó chảy mà. Chắc đi nêu. Lấy cái máy kìa, ngoại hồ cái. Xách cái xô quá, xách cái xô luôn nó.